dưới đây rồi, DPS thôi xong rồi. Bạn chạy đâu? May mà trận này mình nhặt được súng anh em ạ. Ôi vẫn đông như mọi khi. Chạy đi đâu bạn ơi, nóc 2 này. Mình phải firm luôn. Ui, đây rồi. Các bạn mình có một tên của công vào này, đó, mình biết ngay mà. Tìm mình là bạn ơi. Rồi, để mình lút cái súng nữa. Ui, có máu luôn. Mình tĩnh, mình tĩnh. Đang khá đông đấy mọi người. Có M4 luôn này, đổi M4 luôn anh em ơi. DPS thì trong nhà Y này là bá đạo rồi nhưng mà cũng sắp hết đạn rồi, mình phải đổi qua cây M4 luôn. Bây giờ là mình phải bơm phun nước, phun máu đã. Có một tên chạy bên ngoài chạy vào. Đấy đấy, chuẩn bị leo vào này. Rồi, nó leo vào rồi anh em ạ. À, chạy về đây luôn. Vào đây mà lút à bạn. Bắt được thêm một bạn nữa. Ui trời ơi, xuống thế nhở. 5 kill rồi mọi người ơi. Mong rằng là trận này sẽ thành công anh em ạ. Team mình vẫn chưa có ai bị gạt. Ui, barrel này. Mình đổi qua barrel đi, đang rất là nhiều đạn. Từ từ nha, bình tĩnh nha. Đâu? Ui dồi. Hình như là chỗ này clear rồi sao nhở. Ui dồi, bao nhiêu cái hòm chỗ này luôn anh em ạ, dã man thật. Đây đây đây, tên súng ngay chỗ bên nhà hàng xóm đây, hai team này. Vừa có tên súng bên trái nữa. Kìa, ô, tên này tính công lên à. À, ui dồi, đứng đây ạ. Ok kìa. Rồi, mày vẫn nốc được. Đang núp ngay sau cái chỗ cái cục này. Ố, bên trong nhà này có một tên mặc áo hồng này. Ông này hình như là team khác. Tên này tính công lên. Không gạt được nhở. Tên trên tầng 2 nữa. Tên này lại vẽ, tên này chắc là bạn. Rồi xong, thì ông kia firm rồi. Uầy. Ui, tí chết anh em ạ. Rồi, vậy là vẫn còn 2 team bên đấy nữa mọi người ơi. Vẫn chưa clear khu bot cam này. Thật sự là bắn khu này ngày hôm nay đông thật sự luôn. Không biết là nhảy dù biết bao nhiêu, biết rất là nhiều trận rồi mà mình vẫn chưa thể ra khỏi cái khu bot cam này. Đây này. Mark the location. À. Rồi, nốc luôn, biết ngay là chạy hướng đấy mà. Còn tên nữa. Chắc là ông kia được cứu rồi đấy anh em ạ. À, đây rồi anh em ơi. Đứng kè bạn ơi. Lần này thì gạt luôn nhá. Còn một ông nữa. Mình sẽ ốp bom đi. Chắc nó đang đứng ngay trên tầng 2 thôi anh em ơi. Có nhở. Ô đây này. Ui vãi cả nhảy ạ. À đây rồi. Úi rồi. Tính công lên á. Công lên như chỗ không mời vậy bạn. Rồi knock 2 này. Này thì công lên với chúng tôi à. Phơm luôn. Còn một tên nữa vẫn đang bên trong nhà kho. Gạt tên này trước đã. À, tính smoke làm gì. Rồi clear luôn cái team ở bên resort công qua này. Đứng sau thùng à bạn. Chết. Trời ơi kê à bạn. Đừng tưởng mình không thấy nhá. I got supplies. Ôi bom này. Ôi thank you. Hay thế nhở. May mà có bạn số 4 bạn ấy chu cấp cho thêm thank được 2 quả bom nữa. Lần này thì không ai cứu được bạn luôn nhá. Rồi gạt được một ông rồi. Ôi nốc thêm một nữa kìa. Hay. Đây bên trái nữa. Đẩy vào luôn này. Trước mặt mình. Đến đây chưa nhở. À gạt à gạt gạt gạt. Rồi. Còn một tên nữa thôi. Chơi luôn bạn. Nhờ vào đây. Ui. Mình tĩnh, mình tĩnh, mình tĩnh, mình tĩnh. Ui may mà nó không gạt. Rồi clear team này rồi anh em ơi. Y clear rồi. Bạn này chắc là bạn team up phải không nhở. Rồi chuẩn luôn. Đúng với bạn team up lúc nãy. Hello. Hello kìa. Ô, ui. À? Ui, vãi trường đồng đội mình nhanh thế. Mình còn chưa kịp mở mic mình nói.
Mình tưởng bạn đồng đội đang đứng ở trên nóc cơ. Ôi ôi thôi. Sorry bạn team No. map nha. Vâng. Bạn người lạ bạn ấy cũng không biết mọi người ạ. Mình lỗi mình là do mình chưa kịp mở mic để mình nói ấy. Thôi không sao. Rồi có một tên thôi mà công luôn. Ôi hai tên à? Có tên ngay dưới nữa. Ui rồi tôi xong rồi. Rồi ngu người rồi, nguyên team. À nó dụ. Trời ơi, có mỗi một tiếng súng mà tự nhiên lao lên cái nguyên ba ông này. Rồi khó rồi. Rồi xong. Ao y thành công nhưng mà ra đây thì không thành công rồi. One day later. Hello mọi người và chào mừng em đã quay trở lại channel mình nha. Thì ở clip hôm nay Tối hôm qua đó anh. mình sẽ làm một cái thử thách, đó chính Có người là bạn ảo y 24 giờ cùng với lại người lạ anh em ạ. Đấy, 24 giờ ảo y rồi nha. Đây rồi. Ơ kìa, lag kìa. Có các bạn không anh? Ô, chạy đâu nhở? Tôi thấy một tên chạy ngay trước mặt mình mà. Chơi gì đó? Đây rồi anh em ơi, từ từ đã. Mình câu lên mình chơi này. Chạy luôn à? Ủa? Ô, đây rồi. Chạy đi đâu đây Dương Anh ơi? Gạt luôn này. À, có Uzi. Dương Anh này nhìn ra trên quán. Đồng thế, đồng thế. Từ Đã đã. khi Hay máu là mình đổi qua cây cậu đây UMP đi nhỉ? UMP bắn gần nó vẫn gọi là chất lượng thấy hơn anh em thêm ạ. chút máu sao Uzi thì phải có băng kích đạn dạo cơ. này ấy nhỉ, dạo này Vũ bận nhỉ em nhỉ. Vâng. Ui, trên đầu mình tên nhất tài hàng nhiều từ từ đã, I got trận này mình phải supplies. cẩn Chuyên thận mới được. banh tăng nhiều quá là đuối. Có đây rồi, lên đây bạn ơi, nóc một này còn tên nữa. Mấy hôm nay tỉnh phết, biết mình kê đây rồi cho nên là bắn luôn. Đây, mình sẽ lao lên luôn này. Gạt trước này. Đây. Đúng rồi, vào hết đây. Clear chưa nhỏ, clear rồi. Vâng, hai thanh niên lao vào một chỗ hứng đam mình luôn. Ui, bên kia kìa. Người ta bắn quen cái đấy rồi, chỗ khác là không bắn. Trận này thì người lạ lại không muốn vào bốt cam. Chắc là cày danh rồi mọi người ạ. Mình sẽ cố gắng một mình clear cái khu nhà nhà y mình này. Xuống đó thì chả chắc chưa được khoảng độ 30 giây à. Chạy đéo biết chơi, đéo biết kiểu chạy là mình chết. I got supplies. Nói chung là những ai mà kiểu thiết bị yếu mà vào đây là hơi khó bắn ấy, nó giật. Ở bên kia vẫn còn hai team nữa. Từ từ đã anh em ơi. Mình phải cẩn thận mới được. Phải nắn nót. Đây, chỗ đầu bên kia nhà y vẫn đang còn tiếng chân anh em ạ. Bên kia mình nghe thấy có tiếng mày 19 xoáy ai mà nghe hãi thế. Kiếm cả các khu này không có phòng nào. Hay là mình công có qua trận không có trận từ từ đây. Đã mình lấy quả bom lửa mình công qua cái tên ở cái team ở chỗ bên trái ngay dưới đi anh em. Từ từ xử lý mấy cái tên bên nhà xóm xong. Đây, mình nghe không nhầm là đứng ngay chỗ phòng này tầng 1 này. Ví dụ như trận này rồi mình sẽ công vào luôn. Là 4, 5, ôi nóc kìa, nóc một rồi. Này có hai bắn hay. Đây mình thêm một quả bom lửa vào nữa. Chuẩn bị clear bot cam rồi. Đấy rồi thêm quả bom nữa này. Đứng trong này đúng không? Rồi ui nóc hai lên đây sao ấy? Nóc hai rồi, nóc hai rồi, đẩy vào luôn. Hai ông chỗ này thôi à? Ở đâu? Ui giời ơi. Vẫn nóc à? Bình à, đứng ngay đây này. Rồi, còn Leo. Kiểu như là nó vãi thật. Bị bẻ thành game. Thế là bốn ông anh em ạ. Ban đầu mình nghe có hai tiếng chân. Rồi các bạn ơi, cứu mình với các bạn ơi. Tầm này phải gọi đồng đội tới trợ giúp. Để anh xe ba này chạy qua số 2 không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, hôm nay có bạn kia bạn ấy rủ đồng đội vào chỗ mình. Ai vừa bắn thính ấy? Biết. Em bắn. Bên kia vẫn đang còn tiếng súng QBZ nữa. Hy vọng rằng là trận này sẽ ảo y thành công anh em ạ. Mình đã làm cái clip này chờ đã Vũ phải mất thính. Một ngày rồi. Hôm nay đã là ngày thứ hai ảo y cùng với lại người lạ rồi.
qua chơi chung với ngày hôm qua thì thật sự là toang dã man luôn. Hy vọng rằng là ngày hôm nay sẽ thành công. Muốn nhảy bốc cam lắm nha, mình mà mình vô mình cái mình kết quả. Ông nào đang bò này, mình gạt hộ. Còn nãy vừa nghe thấy có hai tiếng súng bên chỗ nhà hàng xóm này nữa này, mà không biết là bây giờ mấy ông này đi đâu rồi. Được, mình cứ đứng đây mình đợi đồng đội tới ứng cứu anh em ạ, chứ bây giờ lỡ liều mạng ra bị cái tên lẻ nó cam thì toàn đấy. Tầm này nốc là không có ai cứu được đâu. Mẹ rồi, rất nóc nhà rồi. Bắn một chỗ rất một chỗ. Con mẹ nó. Đây này, mình thấy có tiếng QBZ đang rất là gần mình rồi. Nhóc nhà nào em? Tột chan. Mình cứ đứng đây, mình đợi một tí xem như thế nào. Nhóc nhà bé à? Nhà bé. Xuống ở đây. Ồ, vẫn chưa thấy cái động tĩnh gì nhở. À, đây rồi, lại tiếng UMP này. Ô, gạt hộ. Đây, mình gạt hộ cho nhá. Thơm thế nhỉ, tự nhiên lên trên này gạt hộ được 2 kill anh em ạ. Đây nè. Đây bên trái mình này. Bot hay sao nhỉ, con bot. Rồi con bot cứ bắn đi. Rồi. Bên kia vừa ốp bom kìa. Ái à. Tính sờ mốc công qua đúng không? Qua với bạn đây. Kìa. Ui. Mình qua mình đóng hòm đây. Bắn kinh phết anh em ạ, này bắn được ấy. Ờ, sao hôm nay hay bị lag âm thanh game thế nhở? Nó chạy vào rồi, địa chỉ à? Đây đây bạn này. Mình đóng hòm rồi. Đấy rồi, có đồng đội qua rồi anh em ơi. Lần này thì mình bung lụa rồi. Các bạn bắn. Nãy cứ bắn nắn nót sợ chết quá. Mình qua mình đóng hòm đây. Bạn chuẩn bị nhặt xác mình nha. Qua đóng hòm chung cho Yuen đi. Hình như là còn mỗi một tên này thôi sao ấy? Ok kìa, ok kìa. Ôi trời ơi, quả bị lỗi thao tác kìa. Tôi cố. Đây cứu mình với, không sao không sao. Trời ơi người ơi. Ôi trời ơi bạn. Sao mong cái nào. Ai à. Đấy. Dễ thương thế nhở. Trận này nghe có bạn nữ. Cả... nó cầu thang à. Là bạn nữ mà kiểu ui trời ơi quả gì đây. Vây mà ui tưởng quả ổi. Ui may mà là quả dưa nó dài dài nha. Chứ không quả ổi tròn tròn là toang rồi đấy. Cứu ấy cứu ấy. Hiếu máu đã. Tính nhá, mình tính nhá. Tầm này thì lấy thịt đẻ người thì ông này có phải chạy đằng trời kìa kìa. Ôi giời, vẫn chưa chết à? Mình sấy một tơn Uzi nữa rồi mà. Cái chỗ ấy. Đây, nó trên này, trước mặt này. Chạy đi đâu, chết ngay. Hay quá bạn ơi. Thằng này bắn được đấy. May mà team mình đông mình mới ăn được nó đấy. Chứ 1-1 thì chưa chắc ăn được nó đâu anh em ạ. Rồi, thủng qua cây mở 4 phát. Hay quá bạn ơi. Ban đầu mà người lạ mà vào bốt cam bắn với mình phải vui không? Mình vô đợi mình cả. Gần như clear rồi mới tới ứng cứu. Các bạn số 2 bắn vừa nóc luôn. Thôi mà quả đấy thấy các bạn này tới lâm ra là mình cũng thoải mái. Tự tin thoải mái để gọi là giả vờ nóc vậy thôi. Nghe tiếng gái tới cái gung tay. Đúng rồi, gung tay. Thấy gái tới gung tay không bắn được này bị nốc ấy. Gung tay. Ê, có con bóp vào tay. Giọng à? Bạn này dễ thương thế nhỉ, giọng ngọt thật. Đi nẻ nó còn nãy giờ. Con kêu. Phải rồi. Trong này chữ lộn bao chữ luôn á. Ơ kìa. Mày đem vòng hoài mà. Nghe căng thẳng thế nhỉ. Rồi, vậy là cuối cùng mình cũng đã clear được cái khu bot cam này. Thành công rồi anh em ạ. Clear xong bây giờ còn 10 người. 10 người bon này. Rồi hết rồi. Đặc sản bot cam không còn gì lạ nữa rồi anh em. Còn Phai Lan lại có team bắn thính có sang. Thôi bây giờ ung dung và cố gắng lấy top 1 trận này thôi anh em. Trận này thì chắc chắn là top 1 phải tới 99% rồi. Bạn số 2 mới chịu đi chung á. Thì mình tính chơi săn hốc thì cứ thích bay vào nhà y bốt cam bắn cho nó sướng rồi chết sớm cũng được. Bộ đồ của bạn nó đẹp lắm anh. Bộ đồ đẹp á, đây cho bạn ấy mặc luôn này. Cái gì cơ? Bộ đồ của bạn số 2 đẹp á. Đây. Đấy, mới thấy. Để cho luôn. Đấy. Trời ơi, cảm ơn em. Bộ đồ nào? Bộ
có đồ này nè. Đấy, mình biết ngay là cái bộ đồ đấy kiểu gì cũng có nhiều bạn nữ sẽ thích mà. Mày đi đâu như vậy nè? Kiểu nó bộ này nữ mới hoàng quay ấy, ở mà nó quay lại đẹp nữa. Ờ, nhưng mà anh còn nói 41 kìa. Kệ anh. Anh tí anh còn cởi chuồng rồi. Ok à. Anh đứng anh gảy đàn ta lư. Vãi nổi. Nó à? Đi thả bà rồi Vũ ơi. Ồ, bắn nhau ở đâu ấy? Đâu ấy? Bắn kè kè à, câu à, câu à. Bên kia đầu cầu. Chỗ nào nhở? Mình vẫn chưa nhìn thấy cơ. Ú, có 24 kìa. Mark the location. Đây này, vòng qua phải là bắt được cái bọn đầu cầu. Ok. Trên đồi có. Úi thôi. Bên phải có này, sau lưng có. Trên đồi. Ui, đây này. Đang ở trên cầu bạn ơi. Ui không được rồi. Rút lui về. Chứ bạn đứng đấy là bị kẹp. Ui chạy đi bạn ơi. Rút lui. Chạy thôi chạy thôi. Bây giờ đứng đây là bị kẹp đấy. Đây sờ mốc này. Sờ mốc cho chắc ăn. Ui rồi. Đây này. Ui rồi. Đừng nốc. Quả tầm này bị nốc là thôi mất hết luôn. Có thằng Ulimi bên này nữa này. Này thế. Lùi đi Vũ ơi. Lùi qua đây đi. Đấy, may mà lùi về kịp nha, lùi về chậm một tí nữa thôi là nó nốc một phát là nó gạt cho thì không có cơ hội để mà cứu được. Ơ kìa. Mày làm đâu nhỉ? Tiếng game nó bị làm sao nhỉ? Bên đồi chỗ cục thính mãi em. Không, dưới ngay dưới. Dần đấy. Rồi. Ngay dưới sườn đấy. Ồ, tên 24 đang bắn ai nhỉ? Nó ở khoảng này này. Hình như là hai team kia đang bắn nhau rồi. Nên tí, đây, ốp nữa kìa. Ôi. Cái đậu đã xanh đằng tường cả. Vai cả trường đi đâu cũng bị bắn thế này. Ôi ôi. Cái kiểu mình bị hút đam nhở. Đi đâu cũng bị bắn, đồng đội mình đi qua thì không làm sao. Ảo thật đấy. Rồi tên 24, ui có tên ốp luôn. Ốp chưa cả. Đây vòng qua phải đi. Con sao mặc đồ trắng nữa. Đúng rồi. Ui, tên này nốc xong gạt luôn rồi à? Trên này đồng đội mình rồi. Chơi cục xúc thế nhở? Được chắc. Đấy, trận này có đồng đội bảo kê rồi anh em ạ. Trong nhà Y thì mình đã làm rồi, thì bây giờ ra đây thì có đồng đội bảo kê là hợp lý. Đây, có tên 24. Ui, trên này. Nó vòng lên trên này rồi à? Watch out. Ui. Mới từ cái ốp nó đứng đâu bắn vào trong. À đây rồi, mình thấy rồi này, một tên này. Đốc này. Đứng giống quá bạn ơi. Lên luôn rồi. Có tên cầm ốp nữa, nó biết nó canh ở chỗ nào. Ok, bị đơ di chuyển đây. Rồi, lên luôn đi. Nóc nè. Hay. Nóc thằng băng ốp nè. Hình như là team này nóc 3 rồi à. Nếu như không nhầm là team này đã bị nóc 3 rồi. Còn một tên cuối, đây tên 24 này, tên cuối này. Nó vẫn đang còn bắn cái team kia hay sao ấy. Địt mẹ đang một thằng ốp và thằng K này. Điên này. Đứng chỗ nào nhỉ? À đây rồi. Kìa. Watch out. Đây đứng ngay sau hòn đá ấy. Vòng trái đi là bắn được. Đây vòng trái luôn này. Ơ đâu ấy nhỉ? Nó nằm dưới sao ấy. Tên này chảy cối nhỉ? Thằng này chết rồi. Ồ, hình như là bị cái team bên kia bắn chết rồi. Thế mà lúc nãy nó sấy mà sao mình không nghe thấy có tiếng súng nhở? Ảo thật đấy. Quay về quay lan. Rồi, vậy ồ, hình chắc là còn 3 tên còn lại ở chỗ bên kia rồi. Team cuối. Còn 3 đằng bên sông rồi đó. Chuẩn. Đây, phải vòng trái lấy bay nan. Vẫn chưa thấy đứng đâu. Được top 1 kêu. Vẫn chưa nhìn thấy mấy ống này đứng chỗ nào nhở? Ồ. Bắn tham lam quá nha. Bắn đi. Hết đạn chưa? Đây là cái nợ nơi vào voi. Đây là cái bụi cây chứ mình vẫn chưa nhìn ra được tên nào nhở? Bây giờ bọn tao bắn chúng mày nhá. Ui nó lên trên đồi rồi cơ. Ui 314 mét. Ghê vậy.
Ôi giời, sao nó cứ đè mình nó sấy vậy ta? Trời ơi, ông nhảy xong rồi. Có thằng giòn nè. Úi giời. Chết mẹ rồi. Cẩn thận bạn ơi, bình tĩnh bình tĩnh. Bắn cái con rồi vậy. Hay. Nó một rồi kìa. Này bên ai con chó này. À đây rồi. Ngó ra mà nhìn rồi bạn, có tên cuối đó. Thằng ở trên kia ra chạy xuống rồi Vũ ơi. Sau kho ấy. Được rồi, sau nhà vệ sinh. Đâu nhà tên cuối đâu nhỉ? Xử lý nốt. Nó chạy qua nhà vệ sinh rồi. Uầy. Vậy không nốc luôn. Ông này chấm máu. Bắn cho đéo cả ngóc cực đầu nào. Ra. Vẫn cố ngó mà sấy các bạn. Này thì sấy với chúng tôi này. Rồi. Trận này cuối cùng cũng đã hay quá ảo y thành công cùng với lại người lạ với 15 kill rồi mọi người ơi. Quá tuyệt vời. Sau 2 ngày anh em ạ. Vâng, thử thách 24 giờ ảo y với lại người lạ và đã thành công rồi. Thì ok, bye bye anh em. Rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip nha. Bye bye mọi người. Ôi đồng đội bắn hay đấy, đồng đội băng 7 sao lại.